Hello mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục không có leo tháp nữa các bạn. Hôm nay mình vào nhà tuyệt tại nhà như clip trước thì mình có nói là mình sẽ bắt cua vào cái nhà của bạn nào ta. Đây 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 À đây đây đây, cái nhà này các bạn, cái nhà này hồi bữa tôi nói là tôi vào tôi, clip sau tôi sẽ gọi là bắt cua. Thì clip hôm nay tôi sẽ vào cái nhà của bạn này nha. Đấy, tại vì nhà bạn này hình như là nghe nói là độc lạ lắm mọi người ơi. Ok luôn, mình sẽ vào nha. Ui nhà bạn này 10 triệu của sao ạ? Quái đạn ạ. Ây da. 10 triệu sao ạ? Ok luôn, thì bây giờ thì mình sẽ vào nhà bạn này. Ừ, để bắt cua cũng như là clip trước mình có vào nhà bạn này rồi nhưng mà mình chưa có bắt cua tại vì clip đấy hiện như dài rồi mình, cho nên là bây giờ clip này mình sẽ bắt cua nhà bạn này thử nha. Đấy, tại vì nhiều bạn cũng kêu bắt cua nhà bạn này luôn đi. Ok luôn, thì vào luôn bắt cua xem như thế nào. Và trước khi vào bắt cua thì mọi người đừng quên quên cái gì tao. Quên. Ờ, từ, như nhà này có cái quên gì không ta? Đâu có nhà này có quên gì không? Nhưng mà chưa gì tôi thấy là mọi người là quên bấm like đấy nha mọi người ơi. Đấy, nhớ bấm like đấy nha các bạn. Ok mọi người. Ok, và trước khi vào nhà này bấm cua. Nhưng mà khoan, hình như cái nhà nó hơi lắc lắc hay sao mọi người ơi, mọi người để ý không? Như nhà này nó hơi lắc lắc hay lắc lắc tí ha. Mình có làm đâu lắc ta, để mình chỉnh tí tí cho đỡ lắc hơn nha mọi người ơi. Ok luôn, thì mình bây giờ thì mình sẽ vào nhà. Ui lắc quá hay sao á. Tại hơi lắc lắc các bạn ơi, mọi người giật giật em hơi bị giật giật mà hình thông cảm ha, không biết sao bị lắc nữa. Ok, và trước khi mình bắt cua căn nhà bạn này thì xin chúc mừng bạn này đã trúng mini game clip trước của mình nha. Và trong video ngày hôm nay bạn có mini game người ơi, thì làm sao để tham gia mini game thì đầu tiên là bấm like. Đấy, like cho video này và nhớ bình luận phía dưới nha. Và phần thưởng cho video ngày hôm nay thì mọi người sẽ chọn cho 12 cái món đồ này nha mọi người. Một trong 12 cái món đồ này nha mọi người ạ. Và sau đó mọi người bình chọn một trong cái món đồ này mà các bạn yêu thích và sau đó mình lần tới game. Ok, và sau đó mọi người chờ clip tiếp theo chúc giải thôi. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ vào là bắt cua cái nhà bạn này luôn nha mọi người. Vào luôn, này đi, go, vào luôn, này go. Lên luôn nè, ôi trời ơi, cái gì mới vào, mới lên đầu tiên mà đã toang như thế này, không biết về sau như thế nào, thế này hơi toang nha, lạ nha. Ok, đầu tiên qua đây, bên đây, rồi lên như bình thường. Ok luôn, đi như bình thường, ném mấy cục đỏ đỏ ra các bạn ơi. Ném cục đỏ ra nha mọi người. Ok, liệu mình có hoàn thành căn nhà này trong vòng bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng hoặc là bao nhiêu giây hay không đây thì mọi người nhớ đón xem video này nha. Ấy các bạn này, các bạn này ai đâu đi nhảy ra như à, không mình sorry bạn. Mình vô tình nha các bạn, vô tình chỉ cần đi thẳng thôi. Đấy, biết mẹ thì cần đi thẳng thôi các bạn ơi. Ok luôn nha các bạn ạ. Rồi. Nhảy vào đây, nhảy vào đây. Đó, ok. Rồi mình đã finish một đoạn rồi, bây giờ tới đoạn tiếp theo nè. Đoạn tiếp theo là nó sẽ nhảy qua đây nè. Ấy sao nhảy qua nhảy lại, hình như cái map này tôi cảm giác quen quen hay sao, tôi vào nhà một lần rồi sao mọi người khá là lâu rồi. Nhưng mà hình như là nhà bạn này có nâng cấp thêm một chút xíu, không biết có chút xíu hay không mà thôi cứ đi đỡ coi thử mình có hoàn thành hay không nha mọi người ơi. Tại vì mình thấy nhiều bạn kêu mình gọi là chơi cái nhà này đi, ừ bắt cua cái nhà này đi rồi đỡ coi thử bắt cua cái nhà này có cái gì. À, đây đây đây, cái khúc này tôi thấy quen thuộc này, cục đá này. Cục này tôi thấy quen gì ta? Ê! Ủa, cái cục đá đỡ đâu phía trước vậy? Trời ơi, cứu lừa rồi, bảo sao tôi không để ý. Tôi không để ý các bạn ạ, thề. Cứ mãi nhìn đi thôi. Không để phía trước cái cục đỏ đỏ bạn ơi. Rồi xong nữa, lại bị dính cái cục đỏ đỏ nữa. Rồi nữa luôn. Đường tắt được không? Đi đi coi. Nhảy. Ơ bị gì vậy? Sao tôi nhảy không được? Rồi nhảy được rồi. Đường tắt được không ta? Một bạn nhảy lên. Rồi không được các bạn, cái mát này không biết đường tắt được rồi. Thế là mình sẽ đi bình thường bạn ơi. Rồi lần này kỳ kỹ nha, mọi người kỳ kỹ xíu nha bạn ơi. Kỳ kỹ nha mọi người ạ. Rồi quay như bình thường nè các bạn ạ. Đấy. Ok, hình như nhà này mình vào một lần rồi mọi người ạ. Nhưng mà lần trước các bạn ấy bao nhiêu triệu sao mình không nhớ, nhưng mà bây giờ thì bạn ấy lên 10 sao rồi. Quá căng. Ê. Quá căng luôn. Rồi nhảy qua đây, Ok, khúc này mới mệt nè, khúc này mọi người chú ý cái cục đỏ đỏ phía trước là tôi tưởng cái màn gì, ai ngờ hốt ra cục đỏ đỏ. Rồi phi này luôn, quá dữ luôn mọi người. Đây. Ở ngay cái cục này nè, cái cục đá này tôi quen lắm. Hình như tôi bắt cua rồi hay sao ấy. Hình như khúc này nó có một hồi xưa bắt tôi tới cái màn nào mà. Không, bây giờ hình như bãi thay đổi lại rồi mọi người, bãi xây lại rồi. Mình chỉ quen mỗi cái màn đá đá thôi, bây giờ tới cái màn đây. Rồi ra đi. Đó, màn này qua đây. Đó, ui tính ra nhà bạn này xây gọi là cũng chuyên nghiệp. Trời ơi, vừa nó khen xong rồi tôi đi bà luôn rồi. Không chú ý, đầu tiên nhảy lên nè. Đó, ố mình vừa chạm. Ê! Lát quá mọi người, nhà này bắt cua lát quá mọi người, mình nhìn qua hướng bên này cho đỡ lát nha mọi người,
Rồi nhảy lên luôn, nhảy lên luôn. Rồi ok qua được các bạn. Ê. Khúc này cẩn thận, khúc này tỷ mấy một triệu. Rồi qua rồi mọi người. Ok rồi qua luôn này, mọi người đi thẳng này. À đây đây đây, cái màn này quen này các bạn ơi. Tôi thấy cái màn này quen này, 4 cộng 8 bằng cộng bằng 6 gì đây nè. 4 cộng 8 cộng 4 bằng mấy nữa nè. Bây giờ bằng 18. Ok bây giờ mình sẽ đi nha mọi người ơi. Thì mình sẽ lấy 4 cộng 6 bằng 10, 18 là 18 nha. Trời ơi, ok thì này sao? Ai à, mà tính ra cũng đâu cần nhìn đâu các bạn. Bạn nào mà tính ra cũng không cần tính toán luôn mà nó thiệt. Tính ra trong này mọi người chỉ cần zoom lên, mọi người nhìn phía trước. À cái nào đi được? À cái này đi được thì mình đi bên này. Cần tính toán. Tính chi cho đực chứ, tính chi cho nhất cái đầu. Trời ơi. Khổ thiệt á chứ, nhưng mà tính ra là bạn này vừa vừa bắt cua vừa gọi là vừa tính toán cũng hay phết. Tính ra là vừa chơi vừa bắt cua là vừa cũng vừa học toán. Trời ơi. Vãi thưởng thật chứ. Mà đang bắt cua mà cứ bắt học toán thế này. Trời ơi cái gì 9 nhân 9 nữa. Bây giờ mình không cần biết kết quả như thế nào mà cứ đi bên này thôi. Tuy là biết 99 này là bằng bên này rồi đó, nhưng mà mình cứ đi bên này cho biết nha. Đấy, cứ nhìn lên trời thôi được rồi. Đó, đó. Bạn nào mà không kiểu như những phép, hoặc là những cái phép nào mà bạn không biết, hoặc là nó những chủ nhà làm khó quá đấy, thì mọi người nhìn lên trên cho nó chắc luôn. Ok, ui cái màn này hay thế. Cái màn này hay thế, màn này nhảy qua luôn à. Wow, bạn này nhưng mà này căng á, nhờ bạn nhưng mà này sáng tạo thật đấy. Rồi màn này căng đi xuống. Đi xuống, đi xuống, đừng để cho nó quẹt qua. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mực mực. Ui ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới màn tiếp theo. Màn này chúng ta nhảy qua đây đấy. Ui bạn này nhịp tính là bạn này sáng tạo nè. À, hay nè, hấp dẫn nè mọi người, uy tín luôn. Rồi qua đây các bạn ơi. À mình nhảy tới đoạn này mà mọi người xem tới đoạn này mình chưa bấm like nhớ bấm like nha các bạn ạ. Ê, tự nhiên hiện con chuột mất tích rồi. Vãi thật chứ. Nhảy qua. Đó, nhảy qua. Rồi ok, rất là mượt như các bạn bấm like cho video này vậy. À, ok luôn, qua luôn. Hấp dẫn, ok qua cái một mọi người, mấy cái màn easy này qua cái một. Ê, cái gì khó hơn đi chủ nhà ơi. Cái gì khó hơn đi chứ, cái này là easy quá, easy luôn. Ừ, easy luôn. Rồi cái gì đây, cái này khó không, được coi. À cái màn này quen ta, cái màn này mình vừa cảm giác quen quen nha các bạn, quen quen ở trong Tháp Vô Cực các bạn. Cái màn này mà màu đỏ ở trong này bạn thay thành màu xanh hơi khác một tí, nhưng mà cảm giác nó vẫn quen thuộc. Vừa nhảy lơ đi xuống hay nè, cái này mình cứ đi từ từ thôi, từng bậc thôi các bạn ơi. Ồ xém té luôn mọi người ơi, xém luôn nè, tí nữa nó lọt rồi. Ừ, xém lọt các bạn. Ok cứ đi từ từ nè, rồi qua luôn nè, đấy mượt luôn. Quá mượt. Ok rồi, sao nữa? À đi luôn à. Không chưa kết thúc rồi nè, mới kết thúc này rồi. Ok. Rồi quá dữ các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ nhảy lên đây tiếp, rồi đi qua này tiếp. À, đi qua này tiếp. Rồi ok, bây giờ cái này mình chỉ cần đi qua bên này. Đó, à, chỉ cần né. Ê, đừng làm sao mà đừng rớt xuống phía dưới là được các bạn. Ok được. Mà cái né này vụ này ban tôi rành lót luôn. Ê, vừa nói xong tí nữa chạm vô cục đó là hết cứu các bạn ơi. Quá thiệt chứ. Rồi qua luôn các bạn. Rồi ok, mượt mà nha, mượt. Ui, tới khúc này hết mượt ba mọi người. Tới khúc này là bắt đầu là hết mượt rồi. Khúc này mình canh kỹ tí nha, mình chỉ cần đều của tay thôi được mọi người ơi. Mọi người cố vũ bằng cách là mọi người bấm like nha, bạn nào chưa bấm like nha, còn nào chưa bấm like nhớ bấm đăng ký nha bạn ơi. Ok luôn, let's go away. Ok, và thế là mình đã được cái màn tiếp theo rồi, qua đây. Ready go, qua đây rồi. Á, cái màn này nhảy lên mấy cục này à. Ấy à, mấy cục này là hơi cũng được, nhưng mà bây giờ hơi lag quá. Trong này nhìn mấy cục này nó hơi lag. À. Nhìn mấy cục này hơi giật màn hình, các bạn thông cảm nha các bạn ơi. Tại vì cái nhà bằng này xây nhiều quá lag á, với lại cái máy mình nó cũng cụ bắp á cho nên là hơi giật tí ha. Rồi nhảy qua luôn nè. À, nhảy qua luôn nè, đấy hấp dẫn ha. Qua nè. Lên nè. Qua nè, ôi dồi ôi, được luôn. Ok, mượt rồi, đừng té nha, thức không này đừng té nha. Ê. Mình nghe mùi xém té rồi, nhưng mà đâu té đâu. Yes sir. Ok, và mình đã hoàn thành chưa? Xin cảm ơn, nhưng mà còn đúng không? Ê, còn. Con, ủa? Không, cái gì đây? Đi bên nào? Đi bên nào? Đi bên này à? À, nhảy đại xuống này các bạn vẫn còn trò chơi nha. Tôi tưởng tới đích rồi, hóa ra là chưa. Bạn tôi mừng vội quá bạn ơi. Mừng vội là không có đi đâu được đâu. Đấy, qua đây. Lên đây, đấy, mượt luôn, mượt như thế này mà. Mượt lắm luôn này, ok, hoàn thành luôn nè. Ok luôn, 19 giây, tiếp tục luôn, let's go.
mình đã qua được mấy cái màn này rất là easy các bạn. À, nãy giờ mình vẫn chưa có màn nào mà khó khăn với mình cả, chỉ qua là tầm chung chung thôi. Rồi ok. Rồi giờ sao? Ủa, lên luôn hả? Ủa, để đi à? Ok, rồi bây giờ mới go, bây giờ nhảy xuống à? À giờ nhảy xuống các bạn, giờ nhảy xuống. Rồi nhảy mấy ngôi sao này. À. Hey. Mấy ngôi sao này chuyện nhỏ nhưng cũng có. Ok, nhảy xuống tiếp nữa nè. Ấy da, hay nha, hay nha. 10 điểm về nha. Hấp dẫn như này, hấp dẫn ngay và trời ơi, tí nữa té nữa rồi, qua được nữa rồi. Rồi start tiếp. Ủa, ê, có cái màn màu đỏ đỏ ngay phía trước nha, cẩn thận mình không chú ý là tí nó chạm vào. Ê, thấy chưa, càng ngày càng khó nha mọi người, chú ý là có cái màn màu đỏ đỏ này nha. Ấy, nó trùng cái màu phía dưới luôn, mình không chú ý là toan mà, không chú ý là toan. Ê, từ từ, cứ bình tĩnh mấy chú ơi, mấy chú đừng có vội, nóng quá. Qua luôn, rồi mượt mà. Ê, ui cái này làm căng, cái này hơi bị ngược lại, hơi căng tí á. Ừ, nhưng mà vẫn que được nha, ngon rồi, 26-24 giây rồi. Tiếp theo là màn màu tím tím này. Căng nha. À, cái này không căng lắm nè, cứ đi qua đây. Nhảy qua đây. Ơ, cái này nhanh hơn nè. Ừ, hay là đang chơi mình hơi lag, cái màn này hơi lag. Ơ, cái này căng nè. Từ cái này tính toán rồi, ok, qua được mượt mà như cũng mượn luôn rồi, ok, quá đã rồi. Đi đâu nữa, đi xuống đây hay đi lên? Ở đi xuống đây, mọi người đi xuống đây cho lẹ ha. Rồi ok luôn, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ nhảy qua đây. Còn nữa các bạn ơi, là gần tới đích chưa? Rồi tôi dùng là gần lại cho đỡ lát ha. À, cái chân chắc cũng gần tới đích rồi các bạn ơi, mà đích đâu chưa thấy mà tôi thấy. nhảy mỏi hết cả. Vâng, mày mỏi hết cả gì chắc bạn cũng biết rồi. Rồi qua đây. 18 giây các bạn ơi, tiếp theo là qua đây. Lên nè. Ok luôn, mượt ơi. Ok, mượt cái này ngon nè. Ui bạn này sẽ đẹp thế. Ê, tí nữa chạm vào cái vạch đó rồi. Xuống luôn ý. Rồi qua đây luôn chứ, xuống luôn làm gì rồi. Ok, nhảy qua đây à. Ô, nhảy luôn à. Lên mấy cục này. Ui cái này dễ rớt thế. Cái này cảm giác như dễ rớt quá nhờ. Nhảy chừng nào mới kết thúc căn nhà đây. Mà nãy giờ mình mới để ý là mình nãy giờ có mỗi mình nhảy à. Ở đâu không? Tôi thấy một bạn bên kia lẻ loi. Ờ, chắc là cái mắt này to quá cho nên là bị chia ra nhiều người. Ok, đi vào đây. Cái này là mê cung trên không à. Đây nha, mình bây giờ mình cứ đi như bình thường. Mình không được nhảy lên nha bạn. Nên mình đi như này mình không được nhảy lên. Bạn nào mà quen tay bấm nút nhảy lên là đi hơi lại tự động. Ừ, hết cú. Ok, 44 giây rồi và bây giờ thì mình còn cái map nào nữa không? Đi bên nào? Bên này à? À, đi bên này các bạn. Rồi nhảy vào đây. À, cái này dễ, cái này cứ đà này dễ. À, nên chắc là nhảy lên đây các bạn. Chắc hết rồi, tới bây giờ nhảy lên đây tiếp. Hình như nhà này mình vào một lần rồi, nhưng mà lần này là bạn ấy có tại cải tiến nâng cấp lên đó, cho nên là mình cũng không có rõ mấy nhà này như thế nào mọi người. Có mấy chỗ mình quen thuộc nhưng mà có vài chỗ mình không quen thuộc lắm. Bây giờ thì quen rồi các bạn ơi. Ok. Ui trời ơi, xém to. Vâng, nhảy lên đây. Qua đây. Ok, mượt mà luôn. Lên luôn rồi, ok, sắp win chưa? Hình như là lên rồi, ok. Cho bạn này 10 sao đi các bạn ơi. Bạn này xây nhà rất tuyệt vời, xây từ năm ngoái tới năm nay 10 triệu sao mà. À, nói chung một phong cảnh đẹp đẽ sẽ quá hợp sẵn luôn. Rồi xuống, bây giờ cuối cùng là máy sẽ cho mình chơi câu trượt. Ok, và máy cho mình xây chóng mặt nhảy đã mệt rồi, đó cũng chóng mặt nữa, chỗ nhà nào mình cũng chóng mặt nữa. Các bạn xem video đã chóng mặt rồi mà. Mình đã nhảy muốn lòi con mắt ra, bây giờ chủ nhà mà chơi xây vòng tròn này chơi kỳ quá chủ nhà ơi. Chủ nhà chơi kỳ chủ nhà, đấy, chơi xây vòng tròn thì thứ gì chịu nổi. Xuống nè, rồi lại xuống rồi lên rồi xuống qua đây nè, ok, đỡ coi thử chủ nhà làm trò nha. Chưa gì tôi thấy chóng mặt các bạn xem mình chơi mình hơi chóng mặt các bạn. Nãy giờ nhảy nhất hết cả đầu. Ok luôn, qua này đấy. Ui bạn này hay nè. Ui nhảy qua luôn, nhảy đại luôn cho lẹ, nhảy qua luôn. À, cái này khỏi cần quay lại tôi. Nhảy qua luôn. Ê, lỡ này quên nhảy không kịp. Thôi kệ, đấy, quay luôn cũng được. Đấy, hấp dẫn luôn. Qua luôn rồi, nhảy xuống luôn nè. Ok rồi, qua luôn nè. Ui mượt nha. Ui. Bạn này xây đẳng cấp thế, xây mà xây cao vãi. Lên cao quá trời nè. Ui, ban tôi đang bay lên trời. Ui cầu trượt bạn này đúc đỉnh nha. Không biết cầu trường nào không chứ tôi thấy cầu trường bạn này đỉnh phát cả nồi. Và đỉnh phát cả trường. Ok đỉnh thật, xong rồi rơi xuống bên này à. Ôi sao tôi chết xuống trời. No trời ơi. À nó rơi phát xuống phòng game luôn. Vãi nồi. Nó rơi phát xuống cái tiệm net luôn. Chủ nhà này vãi thiệt á nha. Chủ nhà này hơi căng nha. Cái cầu trường nó làm đứt đoạn này mọi người.
Một là rớt từ đây xuống phía đây luôn. Còn hai là rớt xuống đây chơi, xuống Kim Jong này chơi. Vãi nồi thật chứ chủ nhà ơi, hơi căng nha chủ nhà. Ok, và thế là ngày hôm nay mình đã gọi là vào cái nhà của bạn này. Bạn này bắt cua và sau khi mình đã vần và thế là mình đã hoàn thành rồi. Nói chung mình hoàn thành thì nói chung cũng được hàng này. Nhà bạn này cũng không khó lắm mà cũng hơi khó, nhưng mà hoàn thành là ngon các bạn ơi. Ok, và không biết mọi người đã hoàn thành căn nhà này chưa, mọi người bình luận dưới mình nha. Và nếu như mọi người muốn một vài căn nhà này nữa, bắt cua những căn nhà nào nữa thì mọi người bình luận dưới luôn. Còn bây giờ thì nhớ bấm like cho được xem chú.